gì chị? Ốc. Ốc cà lát. Sẽ hấp với lại lá chanh rồi chị sẽ làm nước mắm chanh xả rất là ngon luôn. Ăn ốc để ăn với chi vậy, ngâm và rửa rất là kỹ luôn á, ăn mình mới thấy ngon. Đút bớt nhào nhào lá chút ra chút xíu cho nó dậy mùi lên rồi bắt đầu mình hấp ốc thôi. Chút qua bằm nhuyễn để vô nước mắm cho nó thơm. À, bây giờ là ăn ốc nó mới bắt. Cái khâu làm lá chút á, làm cắt lá chút để làm nước mắm. Còn cái này là lá chút để nguyên lá, hơi dập dập chút để ra mùi thôi, để luộc ốc riêng. Còn cái này là bắt đầu mình làm nước mắm nè, chỉ làm nước mắm ăn ốc đây. Nước mắm ngon thì ăn ốc mới ngon, ốc luộc đơn giản được cái nước mắm. Thơm quá chưa vậy, nghe mùi lá chút rất là thơm rồi đó. Ốc là phải có xả luôn. Ốc trong ốc luộc cũng phải có xả và làm nước mắm cũng phải có xả hả? Này là trong nước mắm cũng phải có xả nhuyễn, bằm nhuyễn rồi này để nguyên nguyên lá để luộc luộc cho nó thơm. Lá chút này còn bằm nhuyễn thì trong cái chén lá chút nhuyễn kia để ăn nước mắm. Vị mùi thơm á. Đỡ rồi cho nó đựng. Rồi mình để ốc lên thôi. Rồi. Để chút xíu muối vô. Rồi bây giờ bắt đầu luộc thôi. Rồi nước mắm. Nước mắm thì chua, ngọt, xả, lá chanh, lá chút cho thơm thêm thôi. Nước mắm chua ngọt này thì làm sẵn. Vậy giờ mình pha chế thêm chút mùi vị để ăn ốc thôi. Đúng rồi. Chị đang để xả vô phải không? Rồi có lá chút ở dưới. Đó là mình chế nước mắm chua ngọt. Nước mắm chua ngọt thì gia đình Việt Nam nào cũng biết ăn hết. Nước mắm chua ngọt thì tỏi, ớt, mắm rồi đường sẵn trong đó rồi. Mình pha chế lại theo khẩu vị ăn ốc. Thêm tí đường hay gì đó cho nó đậm đà, tùy theo khẩu vị mỗi người nữa. Mới luộc xong ha, vừa đủ nóng hấp nước này luôn, cho nên rất là sạch, rất là thơm, cái nước không có sợ dơ. Mình thích ăn ốc vừa vừa vậy nè, không ăn bự bự nó ngán đó rồi. Dừa dai nước cái này vừa nè, đó chấm nước mắm mà nước mắm đã làm xong ha, bây giờ xuất sắc luôn. Mới. Thích mua ốc loại vàng vừa vừa nè, ăn nó không có ngán, nó không thơm quá à. Nó vừa phải. Nó ốc lát rất là ngon. Cái thùng nào bỏ ốc. Chấm nước mắm nè rất là ngon luôn. Xuất sắc. Xuất sắc. Xuất sắc nha. Bữa nay là đêm 21 Tết. Đêm 21 tháng Chạp.